Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài số 9, bài toán giải bằng 4 bước tính. Sách giáo khoa môn toán lớp 5, bộ sách Chân trời sáng tạo. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 26 nào. Chúng mình sẽ cùng vào một cái bài toán mở đầu này. Như vậy ở đây có ba bạn và cô giáo, đúng nào? Như vậy ba bạn đang thảo luận này. Nhà đa năng của trường mình có cả sân khấu và sàn tập. Rồi, diện tích của nhà đa năng là 600 m². Không biết diện tích của nhà kho và các lối đi là bao nhiêu mà nhìn rộng rãi quá. Đó. Như vậy ở đây thì hãy giải bài toán dưới đây thì các em sẽ được câu trả lời, đúng nào? Như vậy thì đó là cái bài toán mở đầu. Vậy thì cái bài toán chi tiết như sau. Để chúng ta quan sát, đây là nhà đa năng của một cái trường học nhé. Ok, bài toán người ta cho này, nhà đa năng có diện tích này. Ta chú ý, ta cho mình đây là diện tích của cái nhà đa năng là 600 m², gồm này sân khấu này, một sân khấu này, một sàn tập này, nhà kho này và lối đi. Như vậy có 4 thành phần, đúng không nào? Sân khấu, sàn tập, nhà kho và lối đi. Ok, sân khấu và sàn tập lần lượt có diện tích bằng 1/3 và 3/4 của nhà đa năng. À, như vậy nè, tìm phân số của một số này. Đây, 1/10 của 600, 1/3, 3/4 của 600 nè. Hỏi diện tích còn lại dành cho nhà kho và các lối đi là bao nhiêu m² Ok, như vậy chúng ta đã rõ về cái gì? Về cái đề bài, đúng không nào? Rồi, như vậy thì thầy sẽ copy cái đề bài sang đây đi. Copy đề bài sang đây nhá. Như vậy người ta yêu cầu cái đầu tiên là gì nhỉ? Thực hiện các bước sau: tìm hiểu và tóm tắt bài toán. Ok, bước số 1, chúng mình cứ tìm hiểu và tóm tắt cái bài toán này đã đi, tính sau nhá. Ok, rồi. Như vậy chúng ta đã xong về cái bước tìm hiểu rồi, đúng không? Đó, mình đã đọc cái đề bài này rồi, là tìm hiểu. Ok nhỉ. Vậy thì chúng ta sẽ tóm tắt cái bài toán này này. Cái nhà đa năng ở đây thì có cái gì? Có cái gì đây? Có diện tích là 600 m². Rồi chúng ta có này, có một sàn tập, sàn là một sân khấu đấy chứ nhỉ, một sân khấu. Rồi có một sàn tập này, đúng không? Đó. Rồi có một gì? Một nhà kho. Tức là gì? Có nhà kho đây. Rồi và có các lối đi. Đấy, lối đi để vào cái nhà đa năng này, đúng không? Đó. Như vậy thì đây là những cái dữ kiện người ta cho. Và chúng mình biết được diện tích của cái anh này này là bao nhiêu? 600 m², đúng không? Đấy, diện tích của cái nhà đa năng người ta cho đây là bao nhiêu? 600 m², phải không? Ok. Vậy thì bây giờ người ta mới hỏi là gì? Người ta mới hỏi cái gì? Diện tích của ai? Nhà kho và lối đi là bao nhiêu, đúng không? Đấy, ta hỏi nó hỏi cái này này, diện tích của nhà kho là bao nhiêu, diện tích của lối đi là bao nhiêu. Đó, vậy thì đây chúng ta đã tìm hiểu và tóm tắt được cái bài toán này nhá. Ok chưa nhỉ? Đồng ý với nhau chưa? Rồi, sang cái phần thứ hai, ta hướng dẫn cái gì? Tìm cách giải bài toán. Ok, người ta gợi ý cho mình cách giải bài toán đây.
Ok nha. Tham khảo các cách sau. Xuất phát từ những điều bài toán cho biết. Đó. Như vậy thì rõ ràng là gì? Cái điều mà bài toán cho biết này. Điều cái bài toán cho mình biết là gì? Cho mình biết được những cái gì đây? Cho mình biết thứ nhất là diện tích của nhà đa năng. Đúng không? Đó, diện tích của nhà đa năng là bao nhiêu? 600 mét vuông. Đúng không? Đấy, 600 mét vuông chính xác chưa? Rồi, cái mình biết thứ hai đó là gì? Sân khấu và sàn tập lần lượt có diện tích bằng 1 phần 10 và 3 phần 4. Như vậy thì diện tích của ai? Diện tích của sân khấu á, thì bằng 1 phần 10 đúng không? Diện tích của sân khấu thì sẽ bằng bao nhiêu? 1 phần 10 của diện tích nhà đa năng. Đúng không? Chính xác không? 1 phần 10 diện tích của nhà đa năng. Chuẩn chưa? Đó, người ta cho đây lần lượt nè các em. Sân khấu sẽ là 1 phần 10, sàn tập là gì? 3 phần 4. Vậy thì cái mình biết tiếp theo đó là gì? Diện tích của cái sàn tập. Diện tích sàn tập thì sẽ bằng bao nhiêu? À, 3 phần 4 diện tích của nhà đa năng. Đúng chưa? Ok. 3 phần 4 nhà đa năng. Ok nhá. Như vậy đây là những cái điều mà chúng ta biết và xuất phát từ câu hỏi của bài toán. Giờ người ta hỏi cái gì? Hỏi cái người ta hỏi ở đây. Hỏi là hỏi cái gì đây? Hỏi diện tích của nhà kho và diện tích của lối lối đi, đúng không? Diện tích của nhà kho. Rồi diện tích của lối lối đi, đúng chưa? Đấy, vậy đây là cái người ta hỏi này. Vậy thì bây giờ muốn tính được diện tích của nhà kho, tính được diện tích của lối đi thì bắt buộc em phải tính diện tích của thằng nào? Sân khấu, diện tích của sàn tập. Chuẩn chưa? Ok. Như vậy thì bước tính thứ nhất, chúng ta sẽ tính được diện tích của cái sân khấu này. Đúng không? Sẽ là bao nhiêu kem? 1 phần 10 của 600. Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân cho cái gì? Cái phân số đã cho. Đấy. Như vậy đây sẽ bằng bao nhiêu? 600 nhân cho 1 phần 10. Chuẩn chưa? Như vậy 600 nhân với 1 là 600, mà 600 chia cho 10 á thì chúng mình sẽ được là bao nhiêu? 60. Đúng không? Vậy thì đơn vị đây là mét gì? Mét vuông. Đó, như vậy đây chính là diện tích của sân khấu nhá. Ok không? Ok chưa nhỉ? Đấy, vậy thì diện tích của sân khấu là bao nhiêu? Chúng ta tính được là 600 mét vuông. Đúng chưa các em? À xin lỗi, 60 chứ, nơi đâu là 600, 600 là diện tích toàn bộ của cái nhà đa năng này. Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tính được diện tích của thằng nào? Của thằng nào nữa nhỉ? À, diện tích của sàn tập. Ok. Diện tích của cái sàn tập sẽ là, đúng không? Thì cũng tương tự như vậy, sẽ là 3 phần 4 của gì? 600. Ta sẽ lấy 600 nhân cho 3 phần 4. Ok chưa? Đó. 600 mà nhân cho 3 phần 4 thì sẽ bằng bao nhiêu? 600 nhân 3, 63 18. Đúng không? Là 1800.
1.800 kem chia cho mấy? Chia nó cho 4. Như vậy chúng ta sẽ được bao nhiêu? 450. Đơn vị đây là gì? Mét vuông. Ok. Như vậy mình đã tính được diện tích của thằng này chưa? Tính được rồi nhá. Rồi, vậy thì đây là hai bước tính rồi đúng không? Đề bài người ta hỏi là gì? Diện tích nhà kho và lối đi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính là gì? Tổng diện tích của hai cái trên này nè, đúng không? Thì sẽ còn lại thôi. Ok. Rồi, như vậy thì diện tích của sân khấu và sàn tập sẽ là bao nhiêu? 60 cộng 450. Ok chưa? Như vậy sẽ là bao nhiêu? 550 đúng không? Chính xác không nhỉ? Không này. 6511. À, biết 1 nhưng 1. 4 thêm 1 là 5. Chuẩn chưa? Đấy, như vậy chúng ta sẽ tính được diện tích của anh này bằng bao nhiêu? 510 mét mét vuông. Rồi, vậy thì hai cái này có diện tích là 510 thì phần gì? Phần diện tích còn lại thôi. Ok. Vậy thì bây giờ bước tính thứ ba là gì? Diện tích của nhà kho và lối đi. Ok. Đấy, như vậy chúng ta phải giải là bốn bước tính nhé các em. Diện tích của nhà kho và lối đi sẽ là, các em sẽ lấy tổng diện tích của nhà đa năng là bao nhiêu? 600 trừ đi 510. Như vậy thì nó chỉ còn bao nhiêu? 90. Chuẩn chưa? 90 gì? À, 90 mét mét vuông. Dễ ơi là dễ ơi đúng không nào? Rồi, và đến đây chúng ta chỉ cần ghi cái gì? Đáp số của bài toán 90 mét mét vuông nhá. Được chưa? Đấy, như vậy chúng mình đã giải quyết xong được cái bài toán này. À, chữ mét vuông ghi mét vuông luôn cho hoành tráng. Rồi, sang phần tiếp theo nào. 3 là chúng ta giải bài toán rồi đúng không? 4 này kiểm tra lại. Đấy, tức là các em kiểm tra lại đáp số này chuẩn không? Đấy, thì chắc chắn là gì? Sẽ chuẩn thôi đúng không? Không thể là không chuẩn được. Ok, được chưa? Đấy, như vậy thì thầy có thể đưa cái này xuống đây cho nó tách rõ ràng ra, không có là các em lại nhầm lẫn cái này với cái kia thì mất công lắm nhỉ. Đây, thầy sẽ đưa nó xuống đây nhá, đưa hẳn nó xuống dưới đi. Ủa, nó đâu rồi nhỉ? À, đây đây đây. Rồi, đây đây đi. Mình sẽ copy cái anh số 3 sang, tức là gì? Giải cái bài toán đó. Ta hỏi diện tích này. Ok. Rồi, copy cái anh này sang. Giải bài toán. Đấy, chỗ đầy đủ theo trình tự. Đúng không? Không có giáo viên này bắt lỗi nhọc lắm. Rồi, xong phần 3 là chúng mình giải cái bài toán. Ok, đây bài toán của chúng ta đây. Đấy, chúng ta đã giải xong rồi đúng chưa? Ok nha. Được chưa? Ngon lành chưa nào? Đầy đủ và chi tiết nhá. Ok, con dê. Xong chưa? Đấy, vậy đây chính là gì? Giải cái bài toán này.
chưa? Xong. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được cái phần lý thuyết. Rồi, chúng ta sẽ áp dụng nó để làm các bài luyện tập và thực hành sau đây. Mình sẽ vào bài thực hành số 1 nào. Một cái sân bóng dạng hình chữ nhật có chu vi bằng này. Chiều dài thì hơn chiều rộng và yêu cầu tính diện tích. Ok, copy xuống đây đi. Copy sang đây nha. Như vậy bài toán giải bằng 4 bước tính có vẻ cũng hay ho đấy nhỉ. Rồi, người ta yêu cầu này, trả lời câu hỏi bài toán hỏi gì. Đấy, thì bây giờ mình cứ trả lời lần lượt thôi. Bài toán người ta hỏi cái gì, đúng không? Hỏi diện tích sân bóng đá đó. Ok không? Được chưa nhỉ? Đấy, thì Kem sẽ trả lời đây là gì? Bài toán hỏi diện tích của sân bóng bóng đá. Rồi thầy sẽ bỏ cái này đi. Trả lời từng câu một nhé. Bài toán hỏi gì? Đấy, trả lời luôn. Bài toán hỏi về diện tích của gì? Sân bóng đá. Đây nè, người ta hỏi nè. Tính diện tích của sân bóng đá, đúng không? Sân bóng đá. Ok. Xong chưa? Rồi. Ý thứ hai là tôi yêu cầu gì? Muốn tìm diện tích sân bóng đá thì chúng ta cần biết gì? Đấy, chúng ta cần biết cái gì? Vậy thì sân bóng đá này là một sân hình chữ gì? Chữ nhật. Vậy thì muốn tính diện tích của hình chữ nhật thì ta phải làm sao? À, ta cần phải biết được chiều dài, đúng không? Ta cần phải biết được chiều dài. Chiều dài này. Rồi chiều rộng của cái sân bóng đá. Chính xác chưa? Đó, mình phải biết được chiều dài, chiều rộng. Ok. Rồi trả lời ý thứ ba nào. Để biết chiều dài, chiều rộng thì ta sử dụng dạng bài toán nào đã học? Đấy, đây là dạng toán tổng gì? Toán tổng gì nhỉ? Tổng hiệu, đúng không? Ta cho gì? Chu vi thì các em phải tính tổng của nó là nửa chu vi. Chuẩn chưa? Nhớ ra chưa? Đấy. Ok. Mình sẽ trả lời để biết chiều dài và chiều rộng thì chúng ta sẽ sử dụng dạng bài toán tìm hai số khi sao? À, khi biết tổng đúng không nào? Và hiệu của gì? Của hai số đó. Đúng chưa? Đó. Ok. Xong chưa nhỉ? Đấy, như vậy chúng ta đã trả lời xong được câu A. Giờ sang câu B nào. Chọn các nội dung A, B, C, D phù hợp với mỗi một cái bước tính. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có 4 bước để giải cái bài toán này, đúng không? Thì bây giờ các em sẽ chọn bước đầu tiên mình sẽ phải làm gì? Tính chiều dài, chiều rộng, đúng không? Đó, muốn tìm diện tích thì ta cần làm gì? Chiều dài, chiều rộng. Vậy thì bước 1, đầu, tính chiều dài sân bóng hoặc là chiều rộng sân bóng đều được. Đúng rồi, đây, bước 1, chúng ta tính chiều dài được chưa? Chưa nhá, phải tính nửa chu vi, tức là gì? Tính cái tổng này. Đó. Như vậy bước 1 thì mình phải tính nửa chu vi mới được nhá. Rồi sau đó chúng ta bước 2 tính đến chiều dài. Bước 3 tính chiều rộng. Hai cái này bước nào trước cũng được. Sau đó đến bước thứ 4 mình mới tính được diện tích.
khi có chiều dài và chiều rộng. Ok. Rồi. Như vậy đến câu C tôi yêu cầu là gì? Giải cái bài toán này. Đấy, thì giờ chúng ta giải bài toán thôi. Dễ ơi là dễ ơi, có gì đâu mà. Đúng không? Trò chơi ông giáo ạ. Rồi. Bây giờ bước 1 này. Tính nửa chu vi của sân bóng, đúng không? Em trả lời luôn, nửa chu vi cái sân bóng đó là ấy, người ta cho chu vi này bằng bao nhiêu nhỉ? Chu vi là 346 mét thì nửa chu vi lấy cái này chia cho gì? Chia cho 2. Chuẩn chưa? Đấy, toán này toán của lớp 4 rồi. Như vậy chúng ta sẽ được bao nhiêu? 170 mấy? 73 mét. Đây chính là tổng. Được chưa nhỉ? Rồi, vậy thì bước thứ hai mình sẽ tính được số lớn hay số bé đều được. Như vậy đây thầy chọn gì đây? Chiều dài. Đúng không? Chúng ta sẽ tính chiều dài của sân bóng này. Chiều dài sân bóng. Tại các em chọn ở đây nếu bước 2 tính chiều rộng ta ghi chiều rộng nhé. Ok. Chiều dài tức là số lớn sẽ bằng tổng 173 cộng cho mấy? Cộng cho hiệu. Hiệu là bao nhiêu? Dài hơn rộng này, 37 mét. Đấy, như vậy cộng cho 30, 37 được bao nhiêu? Chúng mình chia nó cho mấy? Chia cho 2. Ok chưa nhỉ? Đúng không? Còn nếu các em tính chiều rộng thì sẽ là tổng trừ hiệu lại chia cho 2. Ok không? Như vậy 173 173 các em cộng cho 37 thì được bao nhiêu? Ta sẽ được là 210, 210 chia đôi ra thì sẽ được 105. Như vậy chiều rộng sẽ là 105 mét. Rồi đến đây thì có tính được chiều dài không? À, chiều rộng không? Số bé đó. Chiều rộng cái sân bóng sẽ là, các em sẽ lấy là gì? Tổng của nó tức là nửa chu vi 173 trừ đi 1005. Được không nhỉ? Đấy, như vậy ta sẽ trừ đi 13 trừ 5 bằng 8, 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 0 bằng 6. Như vậy sẽ là bao nhiêu? 68 mét. Ok. Rồi có chiều dài có chiều rộng rồi thì đến bước thứ tư sẽ là tính diện. Diện tích thôi. Diện tích cái sân bóng sẽ là chiều dài 105 nhân cho chiều rộng 68. Rồi đặt phép tính ra. Như vậy mình sẽ được là 7.140. Nhớ diện tích đơn vị phải là mét gì? Mét gì? Mét mũ 2, tức là mét mét vuông. Đấy, sau này các em học cái mà có trên đầu này, ta gọi là mũ 2 hay là lũy thừa 2. Ok. Rồi, xong chưa? Đấy, như vậy mình đã xong câu C nhá. Giải bài toán rồi. Và khi giải bài toán thì phải có đáp. Đáp số các em ghi ra. Ok. Xong chưa nhỉ? Xong chưa? Đấy, như vậy chúng mình đã hoàn thành được tiết số 1 của bài này. Hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 2 với các bài luyện tập này nhá. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video đến cho các bạn. Bye bye.